Hòa xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Khánh Hòa ô tô xin quay clip chi tiết về một chiếc Accent vừa về tại xứ Ngao Đì, ô tô cũ Hải Sương. Trên đây là chiếc Accent sản xuất 2012, số sàn, giá chào bán tại xứ Ngao Đì, ô tô cũ Hải Sương là 375 triệu, bao rút hồ sơ. Chiếc Accent sản xuất 2012, số sàn, động cơ là 1.4. Động cơ 1.4 thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó rơi vào tầm 6 lít trên 100 km đường hỗn hợp. Đi những cái dòng Accent số sàn này rất là tiết kiệm xăng. Quý anh chị mua về sử dụng chạy dịch vụ, chạy taxi dịch vụ hay là chạy dịch vụ gia đình đều rất là ok, bởi vì mức tiêu hao nhiên liệu của nó rất là thấp. Đối với dòng Accent thì cái máy móc của nó hoạt động rất là tốt, rất là ổn định, không có hay hỏng hóc vặt hay là có những cái lỗi về điện đó các thứ, là dòng Accent nó cũng ít khi bị vấp phải. Đây là tổng thành form dáng của chiếc xe. Chiếc xe có màu trắng. Riêng với dòng Accent thì cái màu trắng là cái màu rất là được ưa chuộng. Mỗi lần vào về Accent màu trắng thì là đi rất là nhanh. Màu trắng màu rất ưa chuộng của Accent. Hyundai Accent sản xuất 2012, số sàn, động cơ 1.4. Giá chào bán là 375 triệu, bao rút hồ sơ tại xứ Ngao Đì, ô tô cũ Hải Dương. Điện thoại là 0904 895 896 hoặc 0855 966 966. Đối với tất cả các dòng xe sản xuất từ đời 2010 trở lên, và con Accent này là 2012, thì bên xứ Ngao Đì, ô tô cũ Hải Dương đang có chương trình hỗ trợ trả góp lãi suất thấp, hỗ trợ trả góp lên tới 60-70% giá trị xe. Cái chương trình này thì áp dụng cho các quý khách hàng có hộ khẩu từ Hà Tĩnh, Nghệ An đổ ra vào khu vực toàn miền Bắc. Lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn, em Hòa sẽ hỗ trợ với anh chị về mặt giấy tờ thủ tục pháp lý cho anh chị. Chiếc xe sơn vỏ rất là đẹp, rất là mỏng, hầu như là sơn zin. Tất cả các cái dòng xe cũ thì cái việc là nút tát lại sơn thì bị xây xước thì nó là một cái điều hiển nhiên và cũng phải chấp nhận được, nó cũng không có bị ảnh hưởng gì. Chiếc xe này thì em Hòa cam kết là không có đâm va nặng, không tai nạn, không ngập nước, không lỗi, bao test hãng thoải mái, thì quý anh chị có nhu cầu. Thật ra thì trước khi xe vào nhà Audi Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương thì bên nhà anh Dũng Audi đã xét các kiểu rất là kỹ rồi. Bên anh Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương không bao giờ có chuyện nhập các dòng xe có tai nạn nặng hay là bị ngập nước hay là bị lỗi, bởi vì là thực ra thì phương châm làm việc là uy tín tạo nên thành công, cho nên những cái dòng xe lỗi hay là tai nạn hay là ngập nước thì anh Dũng rất là kỵ và không bao giờ nhập vào. Nên quý anh chị vui cứ yên tâm rằng mua xe nhà anh Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương thì yên tâm về chất lượng, pháp lý đảm bảo, chất lượng ok. Em Hòa sẽ đi vào phần chi tiết nội thất cho anh chị được xem. Đây là phần nội thất nhé. Chiếc xe hiện đã được trang bị gương kính chỉnh điện, gương cục điện, vô lăng tích hợp bàn phím. Đây là mặt đồng hồ, mặt đài, mặt táp lô này, rất là đẹp, mặt bàn thờ của xe rất là đẹp. Nội thất xe nhìn tổng thành cái nội thất xe rất là tươi, xe rất là tươi, rất là đẹp ạ. 2012. Xe đã sử dụng được 6 năm, gần 7 năm rồi. Đấy, xe rất là đẹp, nội thất xe rất là đẹp ạ. Trần đã được bọc ni lông rất là vệ sinh, ghế bọc da nguyên bản, bốn cánh táp ly rất là đẹp, rất là chắc chắn. Cửa này, quý anh chị nhìn thấy đấy, cửa rất là chắc luôn. Đấy, táp ly rất là đẹp. Đây là phần ghế sau, da rất đẹp, da nguyên bản. Nói chung là chủ của chiếc xe này cũng rất là giữ xe, cho nên là cái độ mới của xe sản xuất từ đời 2012 mà tính đến bây giờ là 6 năm, nhưng mà cái tổng thành form dáng của chiếc xe đang rất là mới. Đấy, vừa rồi em Hòa quay qua tổng thành chi tiết độ nội thất của chiếc Hyundai Accent sản xuất 2012, số sàn, động cơ 1.4. Giá chào bán là 375 triệu, bao rút hồ sơ và có thể thương lượng thêm
khi quý anh chị trực tiếp về gặp Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương để trao đổi làm việc ạ. Mọi thắc mắc, mọi quan tâm, mọi sự tìm hiểu, quý anh chị vui lòng alo trực tiếp cho em Hòa theo số điện thoại 0904 895 896 hoặc alo trực tiếp cho anh Dũng Audi để được hỗ trợ tư vấn chính xác hơn, cụ thể hơn và chi tiết hơn về mặt thông số kỹ thuật xe. Thì là số điện thoại hotline của anh Dũng là 0855 966 966. Em Hòa xin kết thúc cái clip về con Hyundai Accent sản xuất 2012 số sàn tại đây. Mọi thắc mắc rất vui lòng alo cho số hai số điện thoại em Hòa vừa đọc là 0855 966 966 và 0904 895 896. Ngoài chiếc Hyundai Accent này thì nhà em Hòa còn trưng bày bán rất là nhiều các mẫu xe cửa tiền từ 200 đến 700 triệu. Các dòng như là Innova, Captiva, bán tải, Mẹc, Mazda hay là Camry, Cruze CDX, rất là nhiều mẫu xe sẽ là đời cửa tiền từ 200 triệu đến 800 triệu. Em Hòa xin kết thúc clip tại đây ạ. Xin kính chúc toàn thể của anh chị, toàn thể các bạn sức khỏe và kiếm được thật nhiều tiền để về nhà em Hòa mua ô tô nhé. Em Hòa xin kính chào.